chào quý vị và các bạn. Hiện nay mưa dông đã xuất hiện trên khu vực Tây Bắc và Việt Bắc. Dự báo trong chiều và tối nay 12 tháng 9, mưa dông sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực này. Cục bộ có điểm có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm, đi kèm với lốc sét và gió giật mạnh. Do mưa lớn nên đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đặc biệt là tại Lai Châu và Điện Biên trong những giờ tới. Còn ở phía Nam, người dân lại đang phải đối phó với kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch với đỉnh chiều xuất hiện trong ngày hôm nay. Dự báo mực nước tại trạm Phú An, Nhà Bè ở mức từ 1,55 đến 1,58 m, tại trạm Biên Hòa ở mức 1,87 đến 1,92 m, tức là xấp xỉ hoặc là cao hơn báo động 3 khoảng 0,05 m. Thời gian xuất hiện đỉnh chiều từ 4 cho tới 6 giờ sáng và từ 17 đến 19 giờ chiều nay. Đây là kỳ chiều cường cao, cần đề phòng nguy cơ ngập úng ở các khu vực trũng thấp và ven biển. Người dân sinh sống ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai như là Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh cần đề phòng với khả năng chiều cường sẽ tái diễn tình trạng ngập úng, có nơi ngập sâu và thời gian đạt đỉnh gây cản trở giao thông đi lại. Cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài tuyến Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè, người dân di chuyển qua các tuyến đường Lương Định Của, thành phố Thủ Đức, Huỳnh Tấn Phát, quận 7 hay là quốc lộ 50, Nguyễn Văn Hưởng, xa lộ Hà Nội, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát cần lưu ý khả năng ngập úng, có nơi ngập sâu. Còn lại trong ngày hôm nay, nhiệt độ trên thành phố duy trì ở mức vừa phải, từ 26 đến 32 độ. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay thời tiết cũng tương đối ổn định. Ngoại trừ những cơn mưa có thể xuất hiện rải rác, còn từ sáng đến trưa nay trời cũng có nắng mây đan xen với mức nhiệt ngày đêm nay trên thành phố duy trì từ 26 đến 33 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội, trưa chiều nay trời tạnh ráo có nắng mây đan xen với mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay có thể vẫn khá dễ chịu từ 32 đến 33 độ. Về tối, mưa có thể xuất hiện rải rác vài nơi nhưng không kéo dài lâu, nhiệt độ tối nay chỉ khoảng 25 đến 26 độ. Thế là bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!